Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh đồ lót 12 giờ. Chúng tôi chuyên bán các mặt hàng thời trang, váy đầm, công sở và các mặt hàng thời trang khác. Đồ lót là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị em phụ nữ. Chị em thường truyền tay nhau, chồng có thể thiếu nhưng không thể thiếu đi đồ lót được. Một số khác thì cho rằng, nếu ra đường mà không có đồ lót, chẳng khác nào không mặc đồ cả. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế riêng, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Và những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Và khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ vòng một của mình mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Cách chọn áo ngực cho cô nàng ngực khủng. Có được vòng một đầy đặn là một mong ước của nhiều chị em phụ nữ. Tuy nhiên, vòng một quá cỡ rất khó lựa chọn áo ngực. Chính vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cách chọn áo ngực cho cô nàng ngực khủng. Kích cỡ áo ngực. Những cô nàng ngực khủng nên chọn những chiếc áo ngực đúng với kích cỡ của cơ thể mình. Chọn đúng kích cỡ thì bầu ngực sẽ được ôm trọn và trông gọn gàng hơn. Nếu như chọn sai áo quá nhỏ hay quá rộng sẽ khiến cho vòng một dễ bị biến dạng và chảy xệ. Chất liệu áo ngực. Những cô nàng ngực khủng thì nên chọn cho mình những chiếc áo ngực có chất liệu mỏng, nhẹ, thoáng mát như ren, satin. Và không nên mặc những chiếc áo ngực có phần mút quá dày, vì như vậy sẽ làm cho vòng một to quá cỡ, làm mất tự nhiên. Mặt khác, mút quá dày sẽ tạo cảm giác bí bách, khó chịu cho người mặc. Loại áo ngực. Các chị em ngực khủng nên chọn cho mình những chiếc áo ngực có gọng. Phần gọng sẽ giúp nâng đỡ bầu ngực, làm cho bầu ngực trở nên căng tròn và tránh hiện tượng chảy xệ. Để bầu ngực được ôm trọn, được đầy đặn mà không quá lộ liễu, các nàng nên chọn loại áo ngực quả ngang. Đây là một số lưu ý khi chọn áo ngực cho cô nàng ngực khủng. Mong rằng các nàng sẽ chọn được áo ngực phù hợp với mình để luôn tự tin và quyến rũ hơn mỗi ngày. Cách chọn áo ngực phù hợp. Áo ngực là một trang phục không thể thiếu đối với chị em phụ nữ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách chọn áo ngực sao cho phù hợp với mình. Dưới đây là một số lưu ý để chỉ cho các nàng cách chọn áo ngực phù hợp. Kích cỡ phù hợp. Trước tiên, để chọn áo ngực phù hợp thì các nàng phải biết số đo kích cỡ vòng 1 của mình. Khi chọn đúng kích cỡ áo ngực thì vòng 1 sẽ được ôm trọn, nâng đỡ một cách tự nhiên nhất, không gây cảm giác khó chịu cho người mặc. Và bên cạnh đó,